Nhận định bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, vòng 15 giải vô địch quốc gia Việt Nam, cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu, link xem trực tiếp trận đấu được cập nhật ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Thành phố Hồ Chí Minh không còn giữ được phong độ ấn tượng như giai đoạn đầu mùa giải. Giai đoạn cuối lượt đi và trận đấu đầu tiên của lượt về chứng kiến hình ảnh bạc nhược của các cầu thủ chủ nhà khi họ trải qua mạch 3 trận liên tiếp tại V-League không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 thất bại. Trận thua Tân Binh Vietten ở vòng đấu cuối tuần trước đã khiến Thành phố Hồ Chí Minh đánh mất luôn ngôi đầu bảng khi mới có 27 điểm sau 14 vòng đấu, kém nhà đương kim vô địch Hà Nội FC khoảng cách 1 điểm. Nếu còn muốn cạnh tranh ngôi vương, doán ngôi Hà Nội FC, hơn lúc nào hết Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm lấy lại sự tự tin cũng như cảm hứng chiến thắng. Đối thủ của Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay là Bình Dương, đội bóng mà họ từng đánh bại với tỷ số 3-2 ở trận lượt đi ngay trên sân khách. Tuy vậy, xuyên suốt lịch sử đối đầu, đội bóng đất thủ luôn mang tới sự khó chịu cho Thành phố Hồ Chí Minh khi họ thắng 2, hòa 3 và chỉ để thua 1 trận sau 6 lần thư hùng gần nhất. Chưa kể, Bình Dương ở thời điểm hiện tại cũng đang có phong độ rất ấn tượng với việc thắng 5, hòa 1 và 1 thất bại ở 7 trận gần nhất. Lợi thế dành cho Thành phố Hồ Chí Minh chính là việc họ được chơi trên sân nhà. Tại sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang duy trì thành tích bất bại ở mùa giải này với 4 chiến thắng và 2 trận hòa sau 6 trận đã đấu. Hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để lọt lưới 2 bàn ở 6 trận đấu đó, trước một Bình Dương mới thắng 1 trên 6 trận sân khách mùa này. Cơ hội tìm lại cảm hứng chiến thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh là rất khả thi.